Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một con Sol Galio 9 sao này của mình đây. Mình sẽ đánh qua cho anh em một cái sức mạnh, cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh của nó. Mình đánh ở cái trận mở đấy nha. Trận mở này thì hiện tại là mình chưa có con tăng khỏe nên chưa đánh được con Ho-Ho anh em ạ. Sau khi mình nâng con Venusaur này nó lên Mega thì nó tăng nó yếu quá rồi. Nên bây giờ không ai tăng cho con Sol Galio này của mình cây đam được, nên là hiện tại không qua được con Ho-Ho. Nhưng mà không sao, không sao anh em ơi, chúng ta cứ chơi tạm con Venusaur này đi một thời gian. Đâm lao thì phải theo lao, cái đấy thì ở một vài cái clip mình sẽ nói sau nha. Còn bây giờ anh em hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của Sol Galio đi, cực kỳ khủng khiếp, khủng bố các kiểu con đa điểu đây. Nó kháng được cả hiệu ứng ấy của mình luôn. Kháng cả hiệu ứng của chúng tôi à. Kháng hiệu ứng lửa rực cháy của chúng tôi luôn. Thật sự luôn. Rồi, lại bị nạp ăn đóng băng rồi. Một trăm nghìn so với 56.000 đắc rai này đang cũng khủng đấy nha. Đắc rai này đang cũng ra gì ở này nọ đấy. Đánh nốt cái này để mở cái dương anh em ơi. 560 rồi này. Đây mình sẽ cho anh em xem qua luôn con Sol này của mình, Sol Goku.
tam chính đây, tam chính hiện nay của mình đây, 9 sao điểm cá thể 63, anh em nâng cái này lên là sẽ lên là điểm cá thể này, liên tục nhân 10 đây này, và nó sẽ nâng cái giới hạn tư chất này lên, và nó liên tục nhân 10 ở đây là sẽ tăng lên thôi. Và cái con đam chính này của anh em đấm phát chết luôn đấy, thánh phòng tôm của anh em đấy. Kinh, bây giờ muốn lên 10 sao thì cần thêm 3 con nữa, cần phôi thêm 3 con này nữa. Ghê nhở. Nó mở hết ô rồi, nó 9 sao mở hết 4 ô rồi. Để cần phôi 3 con này nữa cơ. Càng ngày gặp càng càng. Tuy không phải tư chất flash nhưng mà anh em vẫn rất là mạnh luôn. Anh sư tử của chúng ta, anh chó, anh mèo. Mạnh. Kỹ năng bá khỏi bàn rồi. Bộ kỹ năng này anh em thấy đối phương HP cao hơn bản thân chắc chắn thiêu đốt, đối phương HP thấp hơn bản thân chắc chắn bạo kích. Tỷ lệ khiến mục tiêu thiêu đốt sát thương bạo kích tấn công tăng 20% sát thương bạo kích. Rất là mạnh. Team này của mình cũng chưa mắc đâu. Bây giờ mình phải nâng con Blastoise này lên cao cao này anh em ơi. Có con này đi thì mới ăn được con Ho Ho nhá. Chứ team này mình bị khắc chế kinh quá. Mới ăn được con Ho Ho. Mình không chơi Rick Zoom nữa, chơi một con Dam SSR thôi. Team này nó trải nghiệm khá là toang. Chơi Linh Ta Linh Tinh khá là toang, được cái bắt được nhiều tướng SSR thôi, không may mắn bắt được nhiều SSR thôi. Không là toang ấy này. Con này công tuyệt kỵ, con này trong vứt thôi. Counter con Mew này thì anh em nếu mà chơi Gully Soi anh em cho nó ăn quả độc đi, nó trúng độc nó sẽ giảm hiệu quả trị liệu ấy. Ô nó né kìa. Mình giảm công kép của nó đi rồi, không sợ. Mà ăn hai đòn này thì chết. Chết.
Thì chung ngoài con sôn này ra thì anh em có thể nuôi được những con khác như con rầy, con da, con mưu. Mình thấy khá là ổn và anh em nên nuôi những con gây đa mao e nha. Anh em nông dân đấy, nuôi một con SR đa mao e thôi. Xong nuôi hai con tăng Venusaur và con Blastoise này. Hoặc cần nuôi thêm con rồng rồng nước, rồng lộn đấy. Đây con rồng lộn này. Con rồng lộn này gây đam công cũng được. Con đam lan cũng khá là mạnh, có hồi máu, có tăng tốc, có các thứ. Đấy, mình khuyên anh em nên chơi ba con tướng nông dân như vậy. Còn con đao chính SR này tùy anh em thôi, anh em có thì chơi mà không có thì không chơi cũng được, không sao hết. Ngay cả một mình những con này mà nó chưa có cái gọi là chưa có cái bản năng phần lát đấy, thì cái bộ kỹ năng của nó cũng bá rồi. Như con này nếu cần ba năng lượng thì anh em nên chơi hai vệ tinh xung quanh nó là những con tướng R thôi, không nên chơi Mega để vào trận nó được full năng lượng, nó bắn cho thì hơi bị thốn thôi. Có một vài cái kinh nghiệm mà mình chơi con game này chắc cũng được tầm gần chục ngày rồi. Con game gần chục ngày, nếu mà không phá đinh tinh thì mình nghĩ chắc bây giờ chiến lược nó cũng phải lên được tầm 130 hay 140 nghìn gì đó. Mình test trải nghiệm các thứ lên mega các kiểu này, thoát sức lờ luôn. Nhưng mà may vẫn có thể chơi được tiếp. Vẫn có thể chơi được tiếp anh em ạ. Anh Darkrai với anh Gason vẫn gánh được. Anh Gengar thì chưa mắc, vẫn hơi yếu. Còn anh Tăng Venusaur này thì gọi là yếu sinh lý, nhà là vẫn có giá trị sử dụng nên vẫn chơi tiếp. Cho lên chút tăng lên cho nó cứng, trông yếu đuối lắm. Đi tốt tí là mình có lẽ mình sẽ giữ lại, mình sẽ giữ lại để nâng mấy con phút phút lên chứ không nâng mấy con rò này dùng đi tốt tí anh em nha. Mấy con rò này thì kiếm phút này của nó tương đối dễ nên không cần đến đi tốt tí mà nâng mấy con rò này đâu. Đừng bao giờ nâng những con đi tốt tí dùng để nâng mấy con rò này anh em ạ, rất là phế, nhất là vừa phế là vừa phí. Anh em để nâng mấy con SR này làm phút này, ví dụ như nâng con Tapu Koko này lên này, hoặc là những con khác nha. Nên thôi, đó là một vài cái chia sẻ liên quan đến cái việc mình sẽ thay đổi con hát này về chiều hướng lướt game bây giờ là dần đi làm vừa, sắp lên level 40 rồi. Còn rất nhiều việc phải làm, việc làm trước mắt hết bây giờ là phải nuôi con rùa Kini này, con rùa ba ba, rùa xanh này lên 9 sao, kiếm phút của nó cũng hơi mệt đấy. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.